được không? Cho Thi nó ăn, mình ăn bánh canh nó nấu.
giờ mà mình ăn bánh mì là mình khỏi ăn bánh canh luôn á. Đúng rồi. Còn nguyên si ba ổ bánh mì luôn. Má có mệt không? Má có mệt không? Xin với bộ nói bà nhớ phù hộ cho má với con đi nha, đừng có bị gì nha, đừng có mệt, đừng có lên ăn xong nha. Bà linh lắm á, bé Ly nó ra ngoài mộ nó xin ba một cái chuyện kia kìa, mà không ngờ luôn á, cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu, mà không ngờ là nó vừa đi mộ xong là nó đi công chuyện đó, đúng không, nó được liền luôn á, mà nó hết hồn, nó không ngờ mà nó y chang như cái gì mà nó muốn vậy đó, nó xin gì được coi như 4-5 thứ luôn, 4-5 điều luôn á, mà nó được y chang luôn, như ý luôn. Ồ ghê lắm, nhiều lúc ba ở gần Chúa với mẹ ba xin giùm á. Ôi, ba xinh hay lắm á. Ủa, nó không ngờ luôn á má. Được liền. Được mà giống y chang ý của nó luôn. Hạ cánh hả? Hạ cánh rồi đó. Bé cục cục đó nè, xuống đất. Má coi cái bà ngồi kế con á. Bà rung đùi á. Bà rung liên tục luôn á. Có khi bà rung 2 chừng lúc luôn. Bà rung hoài luôn. Tới rồi. Cũng nhanh quá mà. Ừ. Thấy nhanh chứ đâu có lâu đâu. Mà thấy nó có 4 tiếng. Ủa sao con tính thành 5 tiếng mà nó cứ 4 tiếng ta. 10 giờ bay. 10 này không có đi lấy chỗ nào hết. 10 giờ bay mà 6 giờ tới là 5 tiếng. Mà hồi nãy nó bay trễ. Nãy thơ nè, điện thoại nó đổi giờ luôn rồi nè. Xuống mặt đất cái nó đổi giờ thành 5:45 nè. Thấy không? Là trước tới trước 6 giờ luôn, bay trễ mà tới sớm á. Trời, cái này chắc máy bay này nó đua quá. Nó là siêu xe quá. Để gọi cho Thi. Back on schedule. Once again, thank you and good night. Tới rồi, 5:48. Gần 5:50. Sớm mà ha. Đã tới nơi an toàn. Xin cảm ơn Chúa. Má mới vừa đáp xuống cái nhận được tin nhắn. Bà khách hàng qua muối cho sơn chăm. Má chưa có cho sơ. Đâu có, má cho sơ rồi. Sơ mà ở công tâm khác. Sơ mà công tâm má cho 100 rồi, má nhớ không? 100 là tiền ghế. Ủa? Tiền mua ghế. Mua ghế nữa nhà thờ. Ủa, mua ghế làm 100. Ồ, còn sơ chưa cho. Sơ cho mấy trẻ em trung thu là má chưa hả? Đúng rồi, má đưa 100, con tưởng má cho sơ. Sơ mà sơ cho quà trung thu của mấy em á. Vậy cho rồi. Là má cho sơ trung thu, còn ghế hình như là chưa. Ghế má muốn cho hả? Má muốn cho ghế luôn hả? Chà ghế hả? Chà nhiều. 100 ha. Cho ghế 100, cho sơ ở công tâm 100 ha. Còn sơ mà cái sơ dòng bến đánh giá mà con đang edit á, chưa có post lên. Thì đó nãy khách hàng của A Muối tặng 100 cho sơ ở công tâm. Thì nói là giấu tên. Thì con nói ok, để con nói khách hàng của A Muối.
Vậy là sơ được 550. Má giờ con đói rồi. Mà bây giờ ăn là flight has verified and disarmed doors. Stand by for all call please. Rồi tới nơi đi xuống. Mở sức bèo ra má. Má nói sao? Má nói máy bay này sao? Không có lạnh. Má nói máy bay này không có lạnh chút nào quá đó. Nói má mặc giày sao má đòi lạnh. Má mặc giày mà má đòi lạnh. Rồi má nói cái chân má cũng không có lạnh. Cái chân bữa nay má không có bị lạnh ha. Thì trước má mới lạnh cái chân má nhớ không? Con lấy cái áo của con đắp cho má đó. Thì này má không có bị lạnh cái chân. Thi nhắn đang đến nè, còn 7 phút nữa Thi đến. Trời, 7 phút mình chưa có ra đâu, mình còn lấy hành lý nữa. Nè, chị Kim chị gửi hình cho bà Tám nè. Chị nói chị mới làm thêm một cái bồn nữa nè. Trời ơi, đẹp chưa? Má nhìn có đẹp không? Đẹp quá ha. Thêm bồn nữa mà ở giữa chị Kim lót gạch nữa nè. Đúng không? Ở giữa lót gạch lên nè. Trời, chị Kim. Xiên quá. Kim hả? Đẹp quá trời. Kim cũng những chuyên nghiệp luôn ha, trồng cây chuyên nghiệp luôn, gọn gàng. Quá đẹp. Quá đẹp. Thôi mình từ từ mình ra má. Đông quá à, ha. Từ từ ra nha. Ủa Thi nó đi. Rồi ta ra. Trước khi mình phải đứng lại mình đi ra bên kia cho cái bà này bả ra má ơi. Cái xô cuối rồi. Rớt cái đó. Rớt xuống ngoài. Đi ra chỗ lấy hành lý. Ngoại không có mệt hay thiệt. Hỏi ngoại mệt không mà nói không. Ôi Tám đói bụng các bạn. Ui. Ok. Are you headed to baggage? Yes. Thole. Two bed. You know where bags, you know where get your bags at? Where carousel your bags are at? Or are you headed on another flight? Đây là sân bay North Carolina. Vô thang máy. Đi bộ thì xa luôn á các bạn. Mỏi chân luôn á. Cô mà đẩy mình đi cũng không biết chỗ lấy hành lý luôn các bạn. Cô không biết lấy đâu Tám biết. Cái mới đi vô trong cái phòng hỏi người ta. Xong cái bà nhân viên bà chỉ nguyên một tràng luôn. Cũng may cái bà này bà nghe được. Ê, dắt mình đi. chỉ cho bà Tám như không. Đây nè. Đã gặp được Cam Linh, Cam Thi tặng hoa cho má, tặng hoa cho bà Tám.
Đi ra, đi ra. Rồi. Đi, đi, đi. Đi, đi. Đi, đi, lên xe đi. Ủa, đây, đây nó nóng quá ha. Sao đây nó nóng quá vậy Thi? Đâu có, giờ này chiều chiều là nó mát rồi, chiều chiều đây cũng nóng mà. Ra. Huy đâu? Huy đâu? Huy đâu? Quá trời hầm luôn. Wow, khí hậu ở đây nóng ghê ha. Thời tiết ở đây quá nóng luôn. Rồi, tới xe rồi. Hello Huy. Cởi nón ra đi. Hello Huy. 5 năm rồi. Thank you so much. Thank you. Thank you. Đi một lèo nó đỡ hơn. Má nè, quan trọng má có mệt không nè? Không mệt. Ồ, má ngầu hơn, ngầu hơn người trẻ nữa. Sao? Má không cái nha. Má nhớ con chó hả? Không có chỗ, sợ không có chỗ để vali á, nên nó ở nhà. Nó ở nhà nó đón ngoại nha. Đỡ lên xe luôn vậy. Rồi sau á, nó nằm ra nó nghỉ. Nó ngồi lên. Nó ngồi trước đi, nó ngồi trước đi. Bây giờ là 3 giờ bên Cali má. Bây giờ là bên Cali mới có 3 giờ thôi. Nhưng mà sáng giờ hai má con ăn có một cái bánh pateso à. Với lại mấy miếng táo. Trời. Cho nên ăn hết vậy. Cho nên là để bụng ăn bánh canh của ông Thi. Hồi nãy nó trộn con đói quá má ơi. Cái má nói ăn bánh mì đi, nó hỏi ăn bánh mì để con Thi nó ăn đi, để về ăn bánh canh của nó nấu. Ủa từ đây về nhà bao nhiêu phút Huy? Tiếng 7 phút. Trời đất ơi. 7 phút hả? Dạ. Dữ vậy? Bằng Los Angeles về nhà thôi chứ đâu. Phải không? Xa hơn chứ. Nãy đi. Xa hơn nhà Los Angeles về nhà đã có 4 mấy phút rồi. Los có 45 mà. Má mặc A3 á. In three quarters of a mile, turn right to merge onto I-85 north toward Concord. Má nó máy bay gì mà không lạnh gì hết trơn. Má nó máy bay này không có lạnh gì hết trơn. Cái trời má mặc kiểu đó làm sao lạnh. Mặc đồ nhiều quá, nó sốt luôn á. Nóng lắm. Trời ơi, 90 mấy độ đó, nóng kinh khủng không mà cũng không lạnh. Hồi nãy máy bay trên máy bay không lạnh, mặc cái này mà cũng không lạnh. Cái mặt này đâu có lạnh đâu. Ừ, nhưng mà cái quần này nó ấm cho nên cũng không nên lạnh. Nếu mà tôi nằm máy má thì thôi phải nằm mà dưới basement mình á. Không sao đâu. Are you sure? Thôi có sợ ma không? Không có sợ ma. Nhận đi chứ có ma. Nhận đi có ma không? Để thử tối nay ngủ coi có con ma nào không? Lúc trước có linh hồn á. À biết rồi, bữa thì kể đó. Má không thấy nữa nhưng mà bây giờ cha làm phép rồi hết rồi. Nhưng mà có thơ tới là thơ bắt ngoài ma. Không sao. Thì
anh hai lên đây chi uống bia với ngồi xong đi về anh vậy đó hả? Không đến đón má thì chạy lên đây đón thôi má về, nếu mà thứ bảy mới về. Nếu mà thứ ba về thì anh hai khỏi lên. Ừ. Thứ ba khỏi lên. À. Tại vì để coi thân nên phải chạy về sao? Để lo cái đám cưới cái ti. Hai bé đứa cháu mình nó lớn thế nào không có giờ có chồng đó hả? Wow. Cái ti là cái hiểu rồi đó. Mày hiểu rồi đó. Cái hiểu là mình già lắm. Đúng rồi, đó đó đó. Chồng đã cưới. Má là máy bay mà má mặt cái mặt má từ rối. À. Má đi máy bay, má ngồi trên máy bay mặt má từ rối. Vui, má vui đó. Tập thể dục ha.
không là muốn đùi, ăn thì rung đùi. Có mấy bạn này ngủ cà phê nó rung đùi à. Rung đùi. Lên chân nó rung đùi hả? Mà ngồi kế mình á, đặt cái đùi mà rung đùi hoài vậy bà. Người ta rung, người ta yêu đời. Mà Linh bà ngồi lái xe mà bà rung đùi mà nguyên cái xe rung luôn. Quen rồi đó. Quen rồi, cái đó quen. Không rung được không? Không được, người ta quen rồi. Mình hát vui đó, sàn mà.
rồi ba lưng lắm luôn nha má. Cái bữa để ba nói nghe, để nói nghe, Kha nó tự lập nó đi ra ngoài, nó ở mà mình cái thời gian lúc mà đám ma ba là nó có mặt xong rồi nó liên lạc với con vài lần rồi là nó không liên lạc luôn, là cũng lâu á, cũng chỉ gặp nó lúc đám ma ba thôi. Thế xong cái nó nói là nó không liên lạc với mình. Thế xong rồi mình cũng khóc quá trời mấy năm trời đó. Xong rồi cái mình nói là cái mình tức quá, cái bữa kia mình cũng cầu nguyện Chúa ơi, nhưng mà không, nó vẫn không liên lạc. Mình nói chỗ không biết nó chết đâu rồi. Xong rồi biết sao, cái tôi lên bàn thờ tôi nói ba mình lôi đầu cái thằng Kha về giùm con cái. Ba ơi, có nhớ không bữa ba cho nó nằm mơ thấy ba đó, vẫn đi chơi thể thao với nó đó, mà nó mới đi bắn, mới chạy qua bên đó đám ma ba đó, lúc mà mất đó, là ba hiện về với nó mà chưa bao giờ nó nằm mơ thấy ba. Bữa đó ba mất, con liên lạc cho nó quá trời, nó không trả lời con. Cái xong đó con mới nói là chụp hình gửi ở ngoài mất rồi đó, không trả lời, mẹ mua vé cho con không trả lời. Thế bữa kia tự nhiên nó trả lời, nó nói con qua. Cái mẹ mua vé gì nằm mơ okay đó. Cái xong hồi về hỏi đi qua, nó qua nó kể con là tại vì nó nằm mơ nó thấy ông ngoại kêu là bỏ hết đi đi qua Cali chơi với ông ngoại. Cái nó mới giật mình dậy thì nó nói quyết là mẹ nói cũng mà chết là tại sao nó nằm mơ thấy ông ngoại kêu đừng có làm gì qua đi. Thế là nó qua đó, mà cái bữa kia cũng tức quá đi ba, con tới con quỳ trên cái bàn thờ Chúa đó, thì bàn thờ Chúa là ở phía dưới là hình của ba. Cái con mới nói ba lôi đầu cái thằng Kha về giùm con cái, không biết nó ở đâu rồi mà nó chết đâu rồi, con không liên lạc được nó cũng tức quá. Thế xong cái quá ngày sau con đang phỏng vấn cái chỗ làm mới, nó gọi con, ôi con nghe liền luôn, mẹ con về với mẹ nha, con về nha mẹ, nói này con về, con về nha mẹ. Cái mình nói trời ơi con về đi mà trông con quá trời, con đi đâu vậy? Rồi xong cái nói con khỏe không? Nói vậy nè, khỏe, con làm bây giờ nó làm nhiều tiền lắm á, nó làm bán xe men á, nó bán xe mới cái chỗ điều lời xe mà nó cái miệng nó dẻo lắm á, cái miệng nó nói dữ lắm, nó bán được nhiều xe lắm, mà mỗi lần mà nó bán được cái xe là nó được 1,000+ biết. Vừa rồi á, nó mới vô làm có 2-3 tháng à, mà nó bán nó làm được 1 tháng 10,000+ rồi đó. Là một In 2 miles, take exit 51 to merge onto I-40 toward Winston Salem. Đây nó nói là nó sẽ cho con tiền trả hết cái xe Tesla, với lại nó trả hết cái xe của nó, xong rồi nó mua xe mới, nó cho con cái xe cũ của nó. Cái xe cũ của nó là cái xe thể thao mà mua xe. Ở vui là tóc bay lên à, dựng đứng luôn. Bữa nó chở đi đi ra gia đình. Trời ơi, vậy là nó sắp nuôi mẹ nó được rồi. Mẹ nó khỏi đi làm. Đó, Kha nó làm vậy là nó tập cho chị ra quen cái tóc nó bay đi. Thế xong rồi chứ mình cũng nó về ngày nào mẹ cũng về rồi. Trời, mình mát lòng. Tại vì ngày nào cũng nghe nó kêu mẹ là đủ. Mà nó khỏe mạnh, nó đẹp trai lên ha, khỏe mạnh. Ba lưng dễ sợ luôn nha má. Đủ con nói thiệt luôn, con cũng không có nghĩ. Bữa đó anh Thơ, con không nghĩ là con tức quá đi. Bữa cũng nói ba Thơ, con mới là không biết ba cũng chắc chủ gì con không. Mình là cầu nguyện rồi chứ mình nói vậy đó. Trời ơi, ba nghĩ gì sâu quá, nằm mơ thấy ha. Bây giờ ba lúc liên tục luôn á, là 3 ngày liên tục á, là thấy ba ngồi ăn uống gia đình mình á, thấy trời ơi ba, ba sống lại rồi hả? Mọi người á trên YouTube á là đắc ma ba quá trời luôn mà, không phải quay ba. Use the right lane to take exit 51. Biết là ba sống lại rồi. Đó, biết là ba trả lời là ba sống lại rồi. Nó nói là quay ba để cho người ta biết.
ta biết là ba xong rồi. Hỏi nè, ba có coi mấy cái video mà ba đánh ma của ba không? Ba nói, chúc ba coi. Trời ơi, ngày sau cũng nằm mơ là thấy hả? Đó, là thấy ba sống lại. Thì nó làm vô tiếp đến nỗi mà nó hủ, nó nằm mơ thấy nó lại. Nên là cũng quay ba, rồi ăn cho má. Tự ba nói với em, đừng có mơ chứ. Chúa mặc khải cho thấy biết là ba đã được sống lại lên thiên đàng. Như vậy đó, ba lên thiên đàng ngày là chúa ba trả lời á, ba được lên thiên đàng. Rồi cái giấc mơ thứ ba là đi sang ba má á, đang chuẩn bị đâu á, cái mình thơ rồi thả thao thi rồi cả nhà mình mấy chị em á dẫn má đi đâu cũng tìm má đi. Trời ơi, dẫn đi lâu quá ba mới đợi kìa. Đó, ba đang đợi cái má nó đi đâu vậy, chỗ đi tới nhà thờ nào đẹp lắm có mấy thánh rồi tới chỗ thánh đó má, cái tới đang cầu nguyện này nọ, cái má nó ba mới đang đợi kìa, sao mà dắt đi lâu dữ vậy đó. Đó ý là giấc mơ thứ ba là ba đang đợi ý đó, đang đợi nhưng mà mình là dẫn má đi lúc đó mình la vậy đó. Đã về tới nhà. Má biết đường thấy không? Má ở đây biết cũng lâu á. Má vừa thấy má là ở đây cả năm đó chứ hả? Má nói tới nhà rồi kìa. Biết đâu má đi bộ ra mà. Má nhớ đường hay lắm. Đâu nhà nào? Đi thẳng tới Hữu Thượng Quên hả? Trời nhớ chết liền á, không hề nhớ, không có ấn tượng gì luôn. Không hề ấn tượng luôn. Thơ thấy cái nhà nào má bị tai biến á. Cái nhà nào mà thơ thấy cái nhà nào mà bự nhất mà có cái nhà nhỏ nhỏ bên hông đó là nhà ông Thi. Đúng rồi. Bên tay phải, bên tay phải. Cái nhà lá nhỏ nhất bên cái hông, cái nhà bự nhất. Cái đi học má ra tốt kia đứng. Nhà ở đây bự quá ha. Có nhà lầu nữa hả? Lầu nhà này đa số. Dạ, nhà lầu không à. Ủa sao Thi chạy chậm dữ vậy? Con nít đúng không? Con nít nó chơi nè, mình chạy với cẩn thận. Vừa đói thì có đói luôn á. Ồ cái nhà này đẹp quá ha. Về là tôi với Thi là làm đồ ăn bên tay trái này. Nhớ nhớ mang máng rồi, nhớ lại rồi. Mới nhớ hồi đó cái bụng này hình nhớ không? Đúng rồi, nhớ mang máng lại rồi. Cái bụng này thơ ngồi chụp hình nè, nhớ không? Đúng rồi. Hồi đó thơ là livestream không à. Nó chụp nó không nhớ mà Thi nó nhớ. Chết liền nhớ. Thi nhớ má. Ôm má hoài. Bữa bông hồng đẹp lắm, Thi cắt hết trơn rồi. Ủa sao vậy? Ở đây thôi, bông hồng. Bông hồng ở đây đẹp. Nó có từ mưa thì nói. Bông hồng nào mà không chẳng có gai. Không mà cái này nó bị cái sâu nó ăn á. Gái nào là gái lại không ghen chồng. Bông hồng nào lại không có gai. Ghê chưa? Làm thơ làm đồ mới tới North Carolina làm thơ. Thiên vô. Thiên bà Lý vô. Thiên vali vô. Ôi nhà bự quá. Ây da da da. Sân rộng quá. Sân rộng ơi là rộng luôn. Lực sĩ đã khiêng vali lên. Cái bông hồng nó đẹp như thế nào mà nỡ lòng nào đi cắt đi. Hồng nó xấu lắm. Nó Lắc cây. Con chó hả? Có con chó hả? Đâu? Cái si đâu? Chào! Cái si chỗ nó lớn quá trời luôn. Con ngoài xe. Sao không nhớ nhàn Thi gì chứ? Ý con chó kìa. Mở đèn lên quay con chó coi. Trời ơi sao nó đi gặp mình nó mừng vậy? Nó không thích quay video. Chị vậy? Nó không thích lên YouTube hả? Nó nói đừng quay tôi. Quay gì? Ủa sao nó không được ra hả? Nó đẹp quá ha. Chó đẹp ghê luôn.
Rồi bánh bông lan. Ừ, má ơi, bỏ mấy cái trái gì vậy? Con, tặng cho con nè. Ô. Ừ. Bỏ đây cho nó mau. Ủa cái gì? Bánh canh. Con bạn con cho chả cá để ăn bánh canh nè. Bạn mua ở Eden á. Ăn bánh canh chả cá này ở Thanh Xuân Tô Phu nè. Ừ, thấy không? Rồi bây giờ là mai cô quay cho nó nóng. Ừ. Hay là bỏ vô đây cho nó nóng thôi. Biết. Đã có một tô bánh canh rồi nè. Đó. Ủa thơ đó, tiêu vô đó. Để đâu thi? Ủa ớt đâu thi? Ủa có chị ớt sao lấy chẳng hả? Hình à. Có ai thấy cái tấm hình này chưa? Hồi lúc trước có khoe một lần rồi, lâu lắm mới biết khoe lại nè. Ai bà Tám nè. Bà Tám là cái bà này nè, hả họng bự nè. Bởi vì hả họng mới giờ mới thành ca sĩ. Nguyên đám 7 đứa em chị em gái đâu có đứa nào la há họng to như vậy đâu. Con mình mà Tám há họng. Có mình há họng bởi vậy thôi mới là ca sĩ. Ừ, ghê chưa? Điềm á, Điềm báo trước nè đó, mẹ này là ca sĩ nè. Mẹ lo vậy. Mẹ này nè. Dễ hả? Ai đó? Em nhìn thì làm biết ai rồi. Rồi, vô em. Cái này của má hả? Của thơ hả? Thơ qua đây. Ủa cái giá đây lạ quá, nó ốm nhây ốm nhách gì trời. Ờ, giá tôi làm á, nhà đem qua đó. Ủa? Còn giá Thi nè, chưa lấy ra. Làm y chang cái máy của Thi nè. Má đâu rồi? Ớt đầy. Chị đang làm thêm mới hết, chị đang làm thêm mới chị đấy. Ừ, thôi ăn một tô này là quá ẻ rồi. Đây, của má. Xong. Ăn trước nha. 2 múc sau thì ăn sau, mình ăn trước. Thôi nó nguội. Có giấy cho kìa, có giấy rồi em. Chị ơi. Anh lấy giấy này. Ừ, cái nước ngon quá. Cái nước bánh canh ngon má. Thôi. Mai ăn tiếp. Múc chờ mà khi đi cục về để chút cho đi. Không biết có vừa ăn không. Cảm ơn Huy. Bây giờ đi xuống à. Xuống. Ủa xuống là bỏ dép ra chứ ha. Dạ, thì mang dép cũng được rồi. Dạ. Mang dép đi thảm khó. Mang dép đi thảm khó hơn. Ủa gì đem dép xuống dưới đây. Dưới đây dạ, em có thảm. Xuống dưới đây tắm. Dưới đây có phòng tắm dưới này luôn. Ờ. À, vậy dạ. Là giờ tắm dưới đây còn ngủ ở đâu? Trong này. Có giường mà chị Thao anh mà Thi chưa có trải thì nữa đây. Mát lắm, dưới này mát lắm. Ừ, đây có cái đèn này nhỏ nè, không có cái đèn nhỏ dưới này nè. Dưới này mát. Tối là hạt á. Nếu gì thôi ngồi em để cái đèn nhỏ đây. Ừ. Đèn nhỏ chắc đây được hay là để đây. Hoặc chị thôi muốn đèn này thì xài đèn này. Không, không có đèn. Không, không cần đèn. Để đèn cần đèn. Ờ, à, nếu cần đèn thì cần là đèn à. Đó ha. Vậy nè, ngủ ở đây. Trải đồ ngủ đây. Trải đồ này ơi, hay là trải trong đường này em chưa trải là Thi. Thôi em nghĩ gì đâu, ngủ trên lầu đâu, không có làm dưới này. Vậy hả? Dạ. Ngủ trên lầu là ngủ ở đâu? Lầu là cái trong phòng Thi đó, Thi với má đó. Ừ. Vậy đi lên lầu coi thử thôi. Vậy thôi ngủ trên lầu đi. Ủa sao vậy? Thì Huy nói là ý con chó nó vô kìa. Nó nhớ má không? Má đây à. Mày nó nhớ tao không? Chó này nó đâu có dữ mà ha. Nó không dữ. Nó hiền mà. Nó thấy người lạ làm sao? Nó thấy người lạ nó có cắn nó không? Nó sủa dữ. Con người cho kia, chị cho là kia.
Vicky cho con này. Cụ nguyên cái bự nó ăn hết vậy đó hả? Ờ sao hay vậy? Cho gì má? Trời nó liếm tôi kìa. Đi thôi đâu, thôi quay video rồi. Đó, lên YouTube kìa. Trốn hả? Trốn hả? Thấy kêu quay YouTube nó trốn hả? Rồi dắt gì thơ lên lầu nè. Hả? Ờ để nằm xuống cái vali, cái vali màu tím này nè. Ờ đúng rồi. À tắm trong này ha con. Dạ. Rồi ngủ ở đâu? Dì thơ ngủ ở đâu? Dì thơ ngủ ở đây. Ừ. Trời ơi, gấu bông nhiều vậy. À ngoại ngủ trên. Yeah. Rồi dì thơ ngủ dưới đây ha. Yes. Ừ, cho dì thơ ngủ dưới đây được á. Dễ thương nhà phòng của con á hả? Không, cái này có tin. À, không có tin. Dạ. Yeah. Con ngủ next door. À, con ngủ ở kế bên. Yeah. Đâu? Phòng của con đâu? Có đẹp không? Yes, okay. đẹp quá ơi ơi. Phòng đẹp quá trời đẹp luôn. Cái đơn của ai? Oh, cái này của khi cho con và con Hunger Big chơi. Nghĩ hả? Dạ. Yeah. Không có biết chơi hả? Em con tính cái này thật sự hờ. Con thích hờ. No, like broken. À là không biết chơi được. Không có chơi được. Yeah. À con không biết chơi. Yeah. Nhưng mà con thích. Yes. Thì con muốn học. Không, cái này out of tune. Tune out of tune. Là cái gì? It's like broken. Huh. Là cái gì? Like không có chơi được but mình biết chơi được, but mình không có chơi được. À, mình yeah. biết chơi được mà. But cái này không có chơi được, thì hư. À, yes. Con hiểu rồi. Yes. Con biết chơi nhưng cái đờn này nó hư hả? Yeah, không nó không có chơi được hả? Sao yeah. vậy? Đâu có đâu, thấy được, ok mà. No, cái này không có tune đúng. Cái tune không có đúng. À, cái tông á hả? Tông. Thì lát nữa cô gì lên tông cho con á, quên gì lên dây cho con. Ok. Nhưng mà con đánh được đúng không, chơi được đúng không? Chút xíu vậy hả? Dạ. Đợi chút nữa gì thôi tắm xong gì thôi lên dây cho con. Yeah, come on. Trời ơi hình tranh đẹp quá ta. Thank con ở đây you. Một mình con sao cái phòng cái giường bự dữ vậy? Dây phòng đó đó vậy hả? Ừ cô có nè. Ủa sao không được đèn này cho gì thôi quay á tới hồ con. Nó hồi nó xin mời đèn á. Nó xin mời nó. Trời ơi con à. Cái quạt mà sao mà kim sao lụ dữ vậy? Hồi nãy nó nói chuyện, nó nói tiếng Việt, nó không biết dùng từ gì mà nó nói goodness. Tiếng Anh tôi cũng biết nó nói gì luôn. Coi nói cái này out of tune. À không có mà nó nói out of tune tôi đâu có hiểu đâu. Cuối cùng cũng hiểu. Hai người nói chứ không phải có người thôi. Ừ, chắc phải nói tôi. Cái gì thơ nói. Con phải học tiếng Việt để con nói chuyện gì thơ chưa? Rồi, cô đi với quên cô hoài. Dì thơ ra đi tắm nha. Thấy rồi. Ờ, ok. Trời ơi, đã. Có cái quạt mà được á. Giống phòng két phòng thơ. Ờ hả? Giống két quá dán rồi con này nữa chị ơi. Ồ trời nhiều quá sao không gọi qua tháo hết xuống được không mấy trời muốn gắn lên mệt quá. Vậy là ngủ đây nha. Rồi chị đang ngủ đây. Ok ok trời ơi cái này là sầu riêng của má đem qua mém miền phạt nè. Từ Cali qua North Carolina nè ăn rồi, ngon ăn còn một ngon một mà. Thùng nữa đâu một hộp nữa đâu. Huyện cất rồi. Cất một hộp rồi đây để là một này, hộp để nè. Ngày mai mình làm bánh. Thì ăn thử nãy giờ ăn thử hai. Nó ăn mà. Hai viên rồi đó. Trời ơi. Hai hộp. Ngon không? Ngon. Ừ. Phá lửa hả? Ăn vậy sao ốm? Bà bây giờ đâu ốm. Giờ muốn xuống xong một phao đi ha. Hôm bữa 10 đao phao á. Lâu quá hả? Giờ cầu sao xuống một phao nè.
Nhưng mà em coi em mờ đó, coi em tới sờ quá sờ. Má lúc đó lăng thông. Ừ, má chắc lúc đó lên lăng thông dữ lắm nè. Rồi má rung. Má gọi con Trinh má. Má mua ở đâu sầu riêng á? Con Trinh má mua. Mày chờ cho má lột. Ông Mỹ làm má rung chứ. Rồi má mua một đống, má để ngoài sân, cái chú Hiệp qua, chú Hiệp đấy. Má mày kêu tao qua lột sầu riêng giùm. Ông mua đi cho ai mua. Ủa chú Hiệp, mua chú Hiệp giùm. Mua luôn à, hả? Mua giùm. À, rồi ai lột cho má? Chú lột luôn. Bởi vậy, má mua quá trời. Mà bên Cali thì ngon. Ngon hả? Trời ơi, cảm ơn má. Thôi thì đem hai cái vali luôn, làm như đi về Việt Nam thì đâu. Cái vali đó của má, một cái của má, một cái của Thơ. Mà cái vali của con má, hết nửa cái vali là đồ của con Thi rồi. Áo dài của con Tin Cao nó cho đó. Sẵn đây cảm ơn Christine Cao cho áo dài gặp Thi quá trời luôn. Mà không đem, cuối cùng lấy lại ba bốn bộ gì để nhà. Ồ, không có đem quá hết. Trời luôn mà. Đầy đồ, nghĩ sao đi 1 tháng lẽ đem có mấy bộ đồ theo. Đi lâu á. Cái xong cái nói má mới đầu đem hai cái vali nhỏ. Cái xong cái tôi nói trời ơi má đem cái vali bự luôn đi rồi con cho con ké với. Ai nhà đem đồ cái vali má qua đó, ké sao bị lố ký. Mà đâu có ké nhiều đâu. Đem cái vali má qua là đã nặng rồi. Nặng sẵn rồi, không ké được cái gì hết trơn. Ké được cái mấy bộ dài của ông Thi á. Mà nặng quá nhiều luôn á. Lố quá con phải bỏ lại đó. Vali của má có 2 hộp sầu riêng. Áo dài chắc là đẹp lắm mà riêng. Chút cái ra. Chút ra. Là cái vali. Chút là thử chiếu à, thời chiếu. Vali xách tay đó. Là mấy ăn nè rồi, ăn muối nữa thôi. Trời ơi, nó cho quá. Qua hay. Trời ơi, nó mờ, không thấy Thơ mờ quá trời mờ, chứ má mờ không được đâu, má mờ không được đâu. Má bỏ mấy lớp bao luôn, trời ơi, lột bao nè, lột bao kia, lột bao nọ, chưa thấy còn cái trái sầu riêng nữa. Ông đó thấy má rung á, ông thấy là má bỏ thuốc phiện, sao má rung dữ. Đúng. Bà này dám đi buôn thuốc phiện sao mà tay mở má rung dữ. Ai vậy? Đem qua cho con gái. Ông công trình quá mà. Không lẽ nó lấy nó dùng. Ăn đi. Thôi không ăn. Trời ơi. Để cho con Thi nó ăn chứ. Ở Cali thiếu gì. Còn vậy hả? Phải hiếm. Ở nhà con đây còn trái á mà con chưa bỏ ăn. Ông lạnh đúng rồi, cái này phải bỏ ông lạnh á. Ở nhà con trái á mà chưa ăn nữa. Vậy hả? Bỏ đi mất tiêu. Dễ thối mất tiêu. Bỏ kêu nó bỏ lên ăn đá đi. Rồi thôi, đậy lại má. Ăn quá. Ăn hết luôn đi. Lên cân làm sao à? Làm sao đi đám cưới? Đám cưới hết đi. Con chó kìa, chó cho nó ăn sầu riêng đi kìa. Để cho mày ăn hộp sầu riêng nè chó. Nó chỉ được ăn cái gì? Ăn mất cụ. Hộp sầu riêng cũng ngon lắm chứ. Mình hộp sầu riêng mình luộc lên. Giá chị Linh Trần khoái ăn hộp sầu riêng phải không? Không, hộp sầu riêng phải luộc lên. Thơ nữa chứ, thơ đấy. Chị thôi con lên ngủ má ơi. Rồi đi ngủ. Ra đi lên ngủ quá nè. Con ngủ quá rồi. Con không mệt mà con buồn ngủ rồi. Má con chưa bây giờ. Đúng rồi, sáng đi sớm quá mà. Sao mặt vẫn đang thôi chứ không có tắm. Buổi tối má mua tắm. Sớm quá ha rồi, đúng rồi. Lên thay đồ đi. Mình giữ hộp này lại mình nấu hả? Ừ. Lên thay đồ ngủ. Ừ. Uống thuốc chưa? Uống rồi. Rồi, lên. Mới ngủ hai con. Lên lầu ngủ. Mày sao không? Sao? Mày còn nhớ tao không? Mày nhìn tao, mày nhớ tao không? Mày nhìn tao đi. 6 năm mày mới gặp mày đó. Nó có nhớ má không má? Nhớ. Má nó có nói không? Nó có nói là nhớ chết liền á. Má nói nó hỏi má mày có nhớ tao không, cái nó nói nhớ chết liền. Tại má nghe nãy con nghe nó nói ha mày ha lucky ha, nó tên lucky hả? Đi lucky là mấy má hay đồ ngủ thôi đi má. Hay chứ, thôi lên lầu ngủ đây. Good night.
là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.